Tôi tên là Đào Tiến Long, năm nay tôi 34 tuổi. Tôi đến từ thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam. Nickname trong game của tôi là Tali. Chào các bạn, đã bao giờ các bạn đặt câu hỏi những thẻ bài nào được ưa chuộng nhất, thường xuất hiện trong các combo kinh điển, và những thẻ bài nào ít sử dụng, thậm chí không được sử dụng, nằm im lìm, may chăng chỉ xuất hiện ở sân chơi vui vẻ Friend Battle. Để giải đáp những câu hỏi này, đồng nghĩa với việc nắm bắt xu hướng chiến thuật hiện nay, mình đã làm một cuộc điều tra nhỏ về 100 tốc đầu thế giới, tức là soi 100 deck của 100 tốc đầu thế giới tại mùa giải vừa qua, chép và thống kê lại từng thẻ bài một. Một công việc đòi hỏi khá tỉ mỉ, tuy nhiên mình cũng đã làm xong. Mình đã thống kê chi tiết từng loại thẻ và có sự phân loại so sánh riêng. Gobin, Sương, Minitica, 86, Minion Hood, Princess, Lightning, Giáp. Ngay sau đây là bảng thống kê dựa trên ghi chép của mình. Trong 100 tốc đầu thế giới với tổng 800 thẻ. Đầu tiên là kết quả tổng quan, các bạn có thể thấy rõ. Nhớ subscribe để nó miễn phí.